chấp ngân thù. Alo. 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 Alo, có phải anh Quang không nhỉ? Anh Quang không ạ? À, vâng, có việc gì anh? À, hóa ra là Quang Lùn đấy hả? À, lâu lắm mới gặp. Thế nào, thế nào, dạo này có ai, sao dạo này không thấy mày, thằng Lùn mày dẫn đầu đám du lận viên đi biểu tình đấy hả? À, vâng, thưa anh. Nào mày đã... Dạ, thưa anh, tôi là... đệ tử của anh Trần Nhật Quang ạ. Hôm nay vâng ạ, tôi đang trực cái fanpage của Việt Vinh Diệt ạ. Tôi là đệ tử của anh Trần Nhật Quang. Hóa ra Quang, thằng Quang Lùn thì còn có cả đệ tử đấy à? Ai chả dạ. Thế thì nó nhận lương dư luận viên thì nó shipper cho mày được bao nhiêu? Có đủ cái tiền uống gà phê không? À. Dạ anh ơi, bác Quang thì được các em, các cháu ủng hộ vì bác ý có tinh thần yêu nước và chống phản động một cách vô tư thôi bác ạ. Chứ không có 3 triệu ba củ đâu anh ạ. Ai dạ, thôi, thằng Quang Lùn nó mớm cho chúng mày cái gì mà chúng mày cứ bám bít nó thế hả mày? Mấy cái thằng dư luận vân cơ viên cờ đỏ, cho cái lũ mất dạy chúng mày. Mẹ cái loại dư luận viên ba củ nhà chúng mày. Bây giờ thế nào? Mày bảo về bảo thằng sếp của mày ấy, cái thằng thầy của mày ấy, thằng Quang Lùn ấy, xem là đã nghiên cứu đến đâu rồi, đến cái chế độ thối tha cộng sản thối tha này rồi hả? Bây giờ mày xem là cái thứ nhất là cái chuyện bán đất bán bảo của cái cộng sản Việt Nam này, xem là mày chúng mày đã xuyên tạc được đến đâu rồi? Chúng mày đã đọc kỹ cái luận điệu của Phạm Văn Đồng chưa? Cái tờ bán đất bán bảo đó là cái tờ gì đấy bán cho Trung Quốc đây, bán bảo đất đây, chúng mày đã nghiên cứu rõ chưa? Dạ anh ơi, câu hỏi anh dành cho anh Trần Thị Quang thì em cũng xin phép là em là đệ tử anh Quang thôi, nên là cũng mới gia nhập nhóm của bác Quang, thành ra là lý luận thì nó không được sắc mà cũng chưa được nhiều. Do vậy là em cũng có thể mong là qua trao đổi với anh em học hỏi được thêm lý thuyết, kiến thức cũng như lý luận được không? Thế thì phải bảo thằng Quang nhà chúng mày ấy. Lý luận thì nó không được sắc mà cũng chưa được nhiều. Do vậy là em cũng có thể mong là qua trao đổi với anh em học hỏi được thêm lý thuyết, kiến thức cũng như lý luận được không? Thế thì phải bảo thằng Quang nhà chúng mày ấy là nhồi sọ cho chúng mày nhiều vào. Nhớ chưa? Bây giờ chúng mày phải trả lời về học hỏi thằng Quang Lùn đi. Bảo là tao hỏi như thế. Đúng rồi, nó biết cái số Facebook của tao đấy, nó biết cái nick Facebook của tao đấy. Thì bây giờ mày về mày hỏi nó xem, hỏi thằng thầy của mày xem, xem tao là ai. Cái thứ hai là mày hỏi nó hộ tao cái, xem là cái vụ bầu cử hiệp thương chúng mày bầu bán để chúng mày mớm lời hay chúng mày sắp đặt như thế nào nhá. Cái chuyện tại sao mà chúng mày để cho cử tri và toàn những thằng già con già, cái thằng gì toàn những thằng sắp xuống lỗ xuống để mà bầu cử hiệp thương, trong khi đấy những cái nhà dân chủ đích thực thì chúng mày tìm cách chúng mày hủy hoại thanh danh của họ, chúng mày đấu tố. Vâng, xin phép anh. Thế em thôi thì em cũng coi như em học hỏi anh, em xin trả lời anh câu hỏi này luôn cho bác Quang không ạ? Nào mày nói sao nào, tao nghe đây. Anh ơi, vâng, trước hết là anh em bảo là bầu ủy ban bầu cử là cho các ông già bà lão đi, thì thực ra thì em nghĩ là với truyền thống kính lão đắc thọ của dân tộc Việt Nam và tôn trọng người già, và những người già trong gia đình thì luôn có tiếng nói trọng lượng. Nên là em xin phép anh là như này, em cho anh được trình bày không ạ? Anh coi thưa các anh thì vẫn gọi đấu tranh cho bình đẳng với cả dân chủ nhân quyền, mà anh lại có lời nói phân biệt người già người trẻ. Cái thứ hai là cái thế kỷ 13 quân và dân nhà Trần ấy, trước khi đánh Nguyên Mông, cả vận mệnh quốc gia quyết định đánh hay không cũng triệu tập hội nghị Diên Hồng, mời toàn là các ông già bà lão cả.
Thế mà nhưng mà nó bị nhồi sọ, nhưng mà nó bị nhồi sọ. Chúng mày, những cái người đấy là bị nhồi sọ từ ngày xưa rồi. Nó không phải là dân chủ, chúng suốt ngày là cái bọn đấy là cái bọn bán đảo, bán đất cho tàu. Bị cái công hàm của ông Nguyễn, cái thằng Nguyễn Văn Đồng ấy nó nhồi sọ. Vâng, đấy, chúng mày em phải hiểu được như thế. Anh đừng có tổ lái, anh cứ nói vào từng vấn đề một. Em có thể là thay mặt bác Quang trả lời hết các câu hỏi của anh dành cho bác Quang. Cái việc mà em lấy nốt là việc bầu cử, bởi vì là đây là hiệp thương ở địa phương thì ban bầu cử sẽ mời đại diện cho các hộ gia đình, thì trong hộ gia đình người ta có thể cử ông bà cha mẹ đi là tùy người ta, miễn là đủ 18 tuổi. Việc đó ban bầu cử đâu có can thiệp vào từng hộ gia đình. 75 hộ gia đình địa phương nơi ông Quang A sinh sống, người ta gửi về 75 giấy mời, thì việc cử người già hay người trẻ đi là tùy thuộc của từng hộ gia đình. Anh ạ, ban bầu cử không tác động. Còn việc thứ hai mà... Ai mà biết được chúng mày tác động hay không? Ai biết chúng mày tác động hay anh không? Bảo là người ta, anh bảo người ta bôi nhọ ông Quang A. Ông ấy mà trong sạch mà ông ấy sống hòa đồng với tập thể với bà con nơi xóm thì không ai bôi nhọ được ông ấy cả. Thế còn việc mà anh bảo là công hàm Phạm Văn Đồng, như vậy là chính canh chỉ là canh địch, chính là người bán đất bán đảo cho Trung Quốc, vì anh phụ họa theo luận điệu xuyên tạc của Trung Quốc. Cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng công nhận là cái bờ biển từ đất liền đến ra ngoài bờ biển là 12 hải lý, là thuộc lãnh hải của mỗi quốc gia, trong đó có Trung Quốc, chứ không phải là công nhận cái Hoàng Sa Trường Sa của Trung Quốc ở đâu. Và các anh bảo là bán Trung Quốc, như vậy các anh chính các anh là xuyên tạc cho Trung Quốc, hùa theo họa theo cái nội điệu xuyên tạc của Trung Quốc, các anh mới là phản động, các anh mới là bán đảo. Thế thầy trò chúng mày nghĩ sao? Thì khi mà cái vụ cải cách ruộng đất đấy, mày biết được gần 2 triệu mấy trăm nghìn người chết, không biết là số người miền Bắc chết trong cải cách rất là nhiều. Bây giờ thì mày nghĩ làm sao về cái vấn đề đấy? Như thế có phải là cộng sản với người không? Cộng sản iPhone không? Em nói với anh là gì? Trong quá trình mà tiến hành giao trả ruộng đất cho dân nghèo, thì một cái phần nhỏ có bị chết oan và Bác Hồ đã nhận trong trước quốc dân đồng bào, trước quốc hội. Và cái số người nghèo có ruộng cày thì nó chiếm đa số, vì thời đó là Việt Nam mình 90% là nông dân. Còn cái số địa chủ cường hào ác bá bị giết ấy là có, đúng, cường hào ác bá thật ấy, bị giết là có, và giết oan cũng có, nhưng số oan nó không so gì với cả cái số người cày, người nghèo có ruộng cày. Còn một phần nhỏ đã bị chết oan thì Bác Hồ đã nhận lỗi rồi. Ôi giời, thế thì bà Nguyễn Thị Năm rồi, nhiều cái, nhiều người chết. Đấy, bây giờ chúng mày nghĩ thế nào? Bây giờ nhân dân làm sao mà chịu được cái cảnh ách đô hộ, cái kiếp mà của cái kiếp nô lệ dưới cái thời gầm trời cộng sản này? Nếu mà kiếp nô lệ thì anh, tôi sẽ gửi cho anh vào Facebook của anh những hình ảnh thằng quan Tây mũi nó ngồi trên cái điệu của cái phụ nữ Việt Nam nhỏ bé phải gánh điệu trên lưng và xuống chịu cái kiếp nô lệ đúng nghĩa, bị đè đầu cái cổ nghĩa đen đấy. Thế bây giờ anh biết từ một nước nghèo nàn lạc hậu như vậy mà giờ chúng ta, anh thấy cao ốc rồi mở chính quyền Việt Nam này mở rộng bao con đường, bao cao ốc, bao khu dân cư, đô thị, so với những năm trước đây thì một trời một vực, địa ngục không là. Mà anh ấy bảo là bây giờ là Việt Nam đứng nốt lệ. Tôi đi giữa đường tôi. Tao nói cho thầy trò chúng mày biết thế này, chúng mày xáo biển vừa vừa thôi. Thế còn cái chuyện chúng mày đưa quân năm 75 tháng tư đen này nè, tại sao chúng mày đưa quân miền Bắc vào? Nó là hai quốc gia riêng biệt. Mày đưa quân, chúng mày đưa quân miền Bắc từ vào miền Nam, chúng mày cưỡng chiếm miền Nam. À, đấy, bây giờ dân nó khổ, dân đấy ở thì cảnh phụ nữ đi làm, đi phải đi lấy chồng hải ngoại rồi đi làm thuê ở nước ngoài. Cái việc chúng mày nghĩ thế nào? Hòn Ngọc Viết Đông đấy, bây giờ chúng mày làm tan nát thì mày nghĩ thế là ra làm sao? Vâng, tôi không phải. Vâng, tôi phép phải trở lại anh này. Năm 75 không thể là gọi là cuộc cưỡng chiếm miền Bắc được. Đấy là cuộc kháng chiến chống Mỹ mà không thể có chối cãi. Tôi nói với anh như này. Mỹ nào sang xâm phạm được Việt Nam? Mỹ nào? Vâng, tôi xin phép anh được nói này. Hơn nửa triệu quân Mỹ đợt thời kỳ cao nhất, chưa kể chư hầu và đứng đằng sau hùng hổ nhất là thằng lính Hàn Quốc. Thế thì ai đem bom B-2 giải xuống Phú Khâm Thiên? Lính Mỹ ai là những người mà lính Mỹ cầm quân càng quét rồi ở Mỹ Lai rồi trực tiếp cầm Zippo đốt làng đốt xóm của bà con. Thứ ba hai là gì? Vũ khí 100% của Mỹ, lương giả cho cán bộ sĩ quan cao cấp của Việt Cộng Hòa cũng từ tiền của Mỹ, vũ khí Mỹ và con người Mỹ.
trực tiếp tham chiến thì đấy không phải là chống ngoại xâm thì là gì, không phải chống Mỹ thì là chống gì, chống bảo bố nha anh. Mày thế tao hỏi chúng mày nhá, thế tao hỏi chúng mày thì bây giờ cái cuộc nội chiến giữa miền Nam và miền Bắc anh xin phép xin phép anh là không thể là cuộc nội chiến, đây là cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và cụ thể là chống Mỹ xâm lược, không thể gặp khác. Như tôi nói với anh rồi, vũ khí Mỹ, con người Mỹ cùng chư hầu đổ quân lực Việt Nam trực tiếp vào đêm nay bỏ bom. Trung Quốc với cả kêu thằng Trung Quốc với cả bọn Nga Xô cộng sản vào Việt Nam chống lưng cho dân cho dân miền Bắc chúng mày, thì tao hỏi với chúng mày thì đã làm sao mà thì chúng mày tại sao so sánh bên ở bên Việt Nam Cộng Hòa, ở bên miền Nam có người Mỹ, có người Mỹ ủng hộ thì chúng mày nghĩ làm sao? Thì chúng mày cũng có bọn cộng sản Trung Quốc rồi Nga Xô chống lưng, thế thì tao hỏi chúng mày thế thì có phải là cái danh nghĩa của chúng mày nói là chúng mày bảo vệ đất nước, thế tại sao chúng mày đưa quân nước ngoài vào? Điển hình là Nga Xô Trung Cộng, thế thì chúng mày nghĩ làm sao? Ok anh, thế bây giờ nhà em xin phép anh trình bày như này. Hồi đó Việt Nam mình đang chiến tranh, coi như là đang khó khăn ấy, như kiểu là người ta xây nhà, người ta có thể khó khăn, người ta vay tiền bạn bè, và có vay thì có trả. Và ngược lại là anh vay Trung Quốc và Liên Xô giúp đỡ về trang thiết bị vũ khí, nhưng mà không tham chiến trực tiếp. Và chính quyền và mọi quyết sách, mọi trận đánh đều là do bên Bắc Việt chủ động. Nó giống như là tôi xây nhà, tôi túng tiền, tôi có thể vay tiền bạn bè, nhưng xây cái toilet ở đâu, nhà ở đâu là ý của tôi, chứ không phải là anh cho tôi vay tiền, anh để bắt tôi để xây toilet ở đây, xây cái nhà ăn ở đây, phòng ăn ở đây. Còn Việt Nam Cộng Hòa thì khác, nhận tiền của Mỹ Ngụy và nhận tiền của Mỹ, và đồng thời là tiếp quân Mỹ trực tiếp tham chiến, cũng như là mọi cái điều hành, mọi cái chính quyền của nhìn đều phải do Mỹ giật dây. Vì thế là ông Diệm ấy, ông ấy lịch sóng của Mỹ là bị Mỹ CIA bật đèn xanh tiêu diệt ngay, đảo chính chết ngay. Hay đúng không? Mày nói hay, thế tao hỏi mày, thế Trung Cộng với Nga Xô có đưa quân vào Việt Nam không? Tôi đố anh mày kia mày có mặt không? Sao mày không có? Chuyên gia Nga mày có biết? Người ta viện trợ vũ khí cho Việt Nam mình. Trung Cộng thì... vào miền Bắc mang quân không? Anh cho tôi xem các bằng chứng hình ảnh, anh có thể, anh cung cấp cho tôi hình ảnh, anh cung cấp cho tôi hình ảnh đi, là lính Liên Xô, lính Trung Quốc trực tiếp bắn giết đồng bào miền Nam đi, anh cho tôi cái bằng chứng đi. Còn rõ ràng người ta bán vũ khí, viện trợ vũ khí mình, người ta có chuyên gia hướng dẫn mình sử dụng vũ khí, đó là bình thường. Còn đây là lính Mỹ trực tiếp đi càn, đi quét, lái B-2, giải thảm, phun dioxin xuống miền Nam, nên anh không có lý do nào. Chưa bằng chúng mày bây giờ, cái dioxin đấy chưa bằng cái chất thực phẩm, chất bẩn nhập khẩu, thức ăn bẩn nhập từ Trung Quốc về Việt Nam đâu nhá. Chúng mày, cái đầu não chúng mày tất cái bọn đầu sỏ cộng sản Bắc Việt ấy đang đầu độc nhân dân để đi làm, để trở thành một tỉnh của Trung Quốc đấy. Đây, không phải sau này, không phải là sau cái hội nghị Thành Đô, không phải là Việt Nam mất cái ải Nam Quan đâu. Sau này cái dân Việt Nam mình sau này tao nói chúng mày biết nha, sẽ là một tỉnh của Trung Quốc đấy. Thế chúng mày cứ đi làm nô tài cho chúng nó đi. Căn cứ đâu mà anh lại khẳng định là Việt Nam một tỉnh Trung Quốc? Anh là người Tàu à? Anh là chính là thằng phản động người Tàu. Mày đọc hội nghị Thành Đô chưa? Mày lên mạng đấy, thiếu gì nó người ta post bày đấy, vào đấy mà đọc, không não ở trong đấy. Anh, hội nghị Thành Đô là có phải mất nước Thành Đô không anh? Chắc chắn là phải có chứ, không có. Tôi hỏi anh là hội nghị Thành Đô có phải mất nước Thành Đô mà các anh hay nói không ạ? Chứ mày không biết à? Hay là mày bị cộng sản bưng bít thông tin? Tôi hỏi anh là hội nghị Thành Đô có phải mất nước Thành Đô không? Anh trả lời đi. Chính xác luôn. À, thế mất nước Thành Đô, đã gọi là mất nước Thành Đô, tại sao anh lại biết được mà thông tin tràn lan trên mạng được? Đây là toàn là thông tin bịa đặt, xuyên tạc, bố láo. Người cộng sản người ta đã mất gần 100 năm đánh Pháp, đánh Mỹ xâm lược để khẳng định cái chủ quyền độc lập, mà làm sao lại dễ dàng chịu là một tỉnh của Trung Quốc được. Cái truyền thống độc lập tự do đánh giặc có thời xưa không thể phai nhạt. Thế chúng mày không biết là tại sao mà từ khi phân chia lại các tuyến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, rồi sau đấy đến phân chia vịnh Bắc Bộ, rồi dần dần đấy, rồi cũng có mất đảo đấy, rồi đấy mày xem cứ trên Nghệ Tĩnh kìa, Vũng Áng rồi, rồi. Rồi. Thế là tôi xin phép anh hạ vâng, tôi xin phép anh thì tôi chỉ nói
anh bảo là mất đảng đúng không ạ, chết là về mất đảng. Như được biết thì từ năm 75 thì bắt đầu Việt Nam, Cộng sản, gọi là Cộng sản ấy, bắt đầu mới tiếp nhận quần đảo Trường Sa từ Việt Nam Cộng Hòa đúng không anh? Thế nói về vấn đề mất đảo, tôi xin phép tôi nói anh này, anh phải trật tự cho tôi nói. Chết là từ năm 56 đến năm 75 thì Trường Sa chắc chắn là thuộc của Việt Nam Cộng Hòa đúng không nào, tiếp thu từ Pháp. Thế thì năm 70 Philippines nó chiếm Đông Song Tử Đông, rồi Thị Tứ, rồi một 4 năm cái đảo khác. Thế thì nó chiếm từ đâu? Năm 70 Philippines nó chiếm từ nước Cộng Hòa đúng không ạ? Thứ hai là năm 56 Đài Loan ấy đã bị mất đảo Ba Bình. Năm 56 Đài Loan chiếm đảo Ba Bình thì cũng là thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Vậy thì chính thể nào nó mất? Mà anh cứ bảo là Cộng sản là mất đảo rồi bán đảo. Duy nhất một điều tôi khẳng định với anh là năm 88 Việt Nam bị mất đảo Đảo Ma vào tay Trung Quốc, vì lúc đó là chênh lệch về quân số, về hỏa lực nó quá chênh lệch, và Việt Nam mình nói chỉ là đảo công binh, chỉ là gồm lực lượng công binh thôi, nên là mất đảo Đảo Ma. Nhưng cái cúp đảo ấy, Cô Linh và Lên Đao thì vẫn giữ được đấy, bằng cách là hạm trưởng của mình, cái tàu mới bị thương lên để làm cái cột mốc sống ấy. Thế tôi nói với anh là gì, năm 88 Việt Nam mất, mà với tư thế thì các cái người lính ấy trong tay là toàn là công binh, toàn là AK thôi, và đã đứng làm sao, đứng hiên ngang để giữ cờ, để khẳng định chủ quyền, chứ không phải đầu hàng một cách hèn hạ hay là đánh nhầm vào nhau như là Việt Nam Cộng Hòa các anh. Và từ năm, anh để yên tôi nói nốt đã, tôi để cho anh nói, anh để yên tôi nói đã, anh cứ cướp một lời. Năm 75 Việt Nam, Cộng sản Việt Nam tiếp thu 5 đảo từ Việt Nam Cộng Hòa, cho đến bây giờ đã mở rộng ra 32 điểm đảo và các bãi cạn. Thế tôi hỏi anh là Việt là Cộng sản mình bán đảo hay là lấy thêm đảo hay chiếm đóng thêm đảo? Alo, thế thì em đang hỏi thầy giỏi giống này nhá. Thứ nhất, thế cái thằng tướng Cộng sản Lê Mã Lương ấy, mày biết thằng Lê Mã Lương quá nổi tiếng rồi đúng không? Rồi. Đấy, thế nó tuyên bố là nó phát biểu ấy, nó phát biểu ấy, nó bảo là lại không được phép bắn Trung Quốc, có nghĩa là phải sợ thằng Trung Quốc quá nên là không được bắn năm 88 đúng không? Cho lính tất là không được bắn, đúng không? Đấy là điều thứ nhất. Thằng Trung Quốc bây giờ ấy, nó đang đưa tên lửa ra ngoài đảo, cho đảo chiếm giữ đấy. Đấy. Thế tại sao mà Việt Nam Cộng sản nhà chúng mày đưa mấy cái thằng sư đầu trọc đấy để làm cái gì? Hả? Vâng, xin phép anh là chết chứ ông Lê Mã Lương. Ông trọc thì giết người à, đầu trọc thì đỡ được tên lửa Trung Quốc à? Ông Lê Mã Lương ấy, ông ý là phát biểu láo, và đặc biệt có ông Lê Hữu Thảo và nhiều cựu binh Gạc Ma đã từng phản đối ông Lê Lương. Cựu binh Trung Quốc ấy, là ông Lê Lương nói láo, không có lệnh nào từ trên mà không được bắn. Mà ông xuyên tạc ra, tức là lệnh là không được nổ súng trước. Còn trong cuộc chiến rồi, cái đấy là luận điệu xuyên tạc của bọn giận, và ông Lê Lương không hiểu, ông nghĩ là thoái hóa biến chất hay là cái trình độ nhận thức chính trị ông đang kém. Ông nói như vậy vô tình là ông nghĩ là theo luận điệu xuyên tạc của bọn phản động là phỉ báng cái người lính quân đội nhân dân Việt Nam như là bù nhìn, là bù nhìn và ngu muội để đứng yên để cho Trung Quốc bắn. Và tôi khẳng định là cái phát biểu ông Lê Lương đấy đã bị nhiều cựu binh trực tiếp tham gia chúng tàu cũng như là Gạc Ma phản đối, là ông bịa đặt, không có lệnh nào ở trên là không cho bắn. Còn việc thứ hai anh bảo là Trung Quốc mang tên lửa ra đảo, còn Việt Nam mình mang nhà sư. Xin phép anh này, tôi trình bày là theo hiểu biết tôi thì đường lối ngoại giao Việt Nam, quốc phòng cũng thế, là quốc phòng toàn dân và ngoại giao mà mềm dẻo. Pháo hạm tên lửa hạt nhân của Trung Quốc có thể được phá hủy được lô cốt, phá hủy được công sự, nhưng không thể phá hủy được chùa được. Chùa đó là công trình tôn giáo. Nếu Trung Quốc mà phóng hạm Trung Quốc cũng như là tên lửa Trung Quốc mà phá đảo mà đánh bắn vào nhà chùa ấy, thì giết hại nhà sư sẽ bị cả thế giới lên án anh ạ. Đấy là cái khôn ngoan trong phòng thủ quân sự, chính trị, ngoại giao của Việt Nam. Nên là ý kiến của tôi là theo hiểu biết của tôi là vậy. Thưa anh. Ai da, cái Cộng sản cũng lên lẹo phết nhỉ. Nên là... Ai da. Hay là chúng mày sẽ mang tính chất tuyên truyền đấy hả? Đúng đấy anh ạ. Còn việc mà anh bảo là ở Vũng Áng công nhân tàu nó bao nhiêu ấy, xin thưa là anh là để xây dựng cũng như là phát triển kinh tế từ nguồn vốn FDI, người ta chính phủ mình phải có các cái, cũng như các tỉnh phải có cái chính sách để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào. Đấy, chuyện đó chuyện rất bình thường khi mà chúng ta đã vào WTO và cũng như là một thế giới phản mà hợp tác làm bạn với cả
tất cả các quốc gia trên thế giới. Dĩ nhiên là mình vẫn phải đề phòng Trung Quốc nha anh, trong đối thoại là có đối đầu, mình hiểu điều đó. Thế sao hỏi chúng em tại sao mà nó đưa cả những cái lan thang lao động phổ thông, cướp hết cả công việc của cái dân tại địa phương. Cái thứ hai đấy, bây giờ đưa sang đấy nó lấy vợ lấy chồng, rồi nó lao động chui các thứ, nó đang định hãm hóa cái đất nước Việt Nam này, cộng sản có biết không? Trước hết là về chuyện lấy vợ lấy chồng người Việt Nam thì nó giống như người Việt Nam mình lao động ở Nga, Liên bang Xô Viết, ở các nước Đông Âu cũ vẫn có thể lấy vợ chồng bên đó là chuyện bình thường. Còn cái việc mà anh bảo là lao động phổ thông thì hiện nay chính phủ mình theo tôi biết là cũng đã bắt đầu soạn thảo là hạn chế tối thiểu cái số lượng lao động phổ thông mà được sang theo các doanh nghiệp sang lao động ở Việt Nam. Thế còn anh bảo hàng hóa như nào, cụ thể anh đưa chứng minh cụ thể cho tôi xem là chúng hàng hóa như nào, hay là anh chỉ nói được? Rõ ràng là như thế, vì nó cắm rồi ở đây, có nghĩa là chúng nó cài cắm người ở đây. Cái này chuyện là hàng hóa là chúng mày mà không biết à? Thế thì nghĩ là sao người Việt Nam tự do, người Việt Nam Cộng Hòa hay nói chúng mày là hán lô là như thế, chúng mày bị hàng hóa mà chúng mày cũng không biết à? Bây giờ tao nói chúng mày biết nhá, bây giờ thế này, bây giờ chỉ có người Việt Nam quốc gia theo cái lá cờ vàng mới là những cái người con của đất Việt, những cái người dòng theo đúng cái chính sách mà tự do dân chủ, những con người thì mới đem được cái sự độc lập tự do hạnh phúc cho cái người dân Việt Nam thôi. Còn cái đoàn cờ đỏ chúng mày ấy là cái lũ theo bám đít ngoại bang nhá, mấy cái con chó, mấy mày về mày nói chuyện với cả cái thằng Trần Nhật Quang là chúng mày nhá. Anh ơi, vâng anh xin anh 2 phút tôi nói chết, là anh bảo là cờ vàng là mới là cờ dân tộc, còn cờ đỏ là ngoại bang. Trước hết là tôi thấy là anh có phải anh là người có tinh thần dân tộc không anh? À rồi, thế tinh thần dân tộc thì ngay cái tên của anh ấy là Kevin Nguyễn ấy, cũng là tên ngoại bang ấy anh, tên của bố Mỹ các anh ấy, Kevin Nguyễn, mà anh suốt ngày anh gọi về điện thoại về đây cho tôi, anh gọi suốt ngày anh gọi Facebook về đây cho tôi. Đấy, cái tên Kevin Nguyễn của anh đã nói lên là cái anh bám bí cờ bang rồi. Thứ hai là cờ vàng là cái cờ của lỗ lệ từ thời Thành Thái, là từ thời mà lòng người rất đau.